mong con chị nó sẽ trưởng thành và tự lập hơn. Tại vì lên lớp 1 nên là con bắt đầu một chân bước vào cuộc sống, con phải tự lập mọi thứ. Ở trường mầm non thì các cô chăm từ giấc ngủ, miếng ăn rồi vệ sinh, nhưng mà lên lớp 1 thì con không được như thế nữa. Thì chị cũng có lo lắng tại vì không biết con có theo kịp được hay không và có đáp ứng được hay không. Nhưng mà mình nghĩ lại một hướng khác thì đó là cái môi trường cho con rèn luyện, thì chị mong con chị có sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn. Chị rất là hạnh phúc. Tại vì cái ước mơ đến đời là ước mơ của chị từ nhỏ, nhưng mà chị không có được học. Cho nên là khi mà con chị tới cái tuổi mà có khả năng học, thế là chị mới đi tìm trung tâm nhất là gần nhà, thứ hai mà cảm thấy an tâm và tin tưởng. Cho nên là chị mong con chị là có thể biết đánh đàn, coi như là cái ước mơ của chị, để con có thể. Tại vì chị thấy biết đánh đàn là một cái rất là hay, con nó liên đới tới cái tâm hồn của con. Con có thể những lúc stress con ngồi đánh đàn thì con đó, chị nghĩ đơn giản tại vì chị không có trong chuyên ngành đó, chị cái đơn giản chị nghĩ thì con stress con có thể ngồi con đánh đàn để con giải tỏa tâm lý của con. Hoặc là chị thích con gái chơi đàn, nhìn nó rất là một cái gì đó rất là dễ thương, lúc nhỏ dễ thương mà lớn thì nhìn nó đẳng cấp nhìn nó sang trọng. Chị sẽ cho bé tiếp tục học đàn, mặc dù hiện tại là con, tại vì tuổi con còn nhỏ, con đang làm theo cái sở thích của con. Một mặt thì sở thích của con, một mặt thì theo cái sự sắp xếp của ba mẹ. Thì hiện tại là mới đầu là con chị nó không thích tại vì con phải ngồi, phải tập trung, thì với tuổi con thì nó không có hợp, nhưng mà con vẫn cố gắng từng ngày và chị khuyến khích con. Thì tới hiện tại thì con vẫn thích, và chị hy vọng là với cái mong muốn của chị là chị vẫn muốn con chị là tiếp tục được học đàn và biết nhiều hơn. Và song song với chị cũng phải khuyến khích con, tại vì nó thực sự đến hiện tại chưa là sở thích của con, nhưng mà con có thay đổi từng ngày và có yêu học đàn, thích học đàn. Có nhắc mẹ ơi hôm nay con học đàn, mẹ ơi ngày mai con học đàn đó, nên chị cảm nhận là nó có thích và nó có thay đổi. Và chị, sự cố gắng của chị và của cô giáo ở trường nữa, chị rất là cảm ơn. Cái mà chị nhìn thấy rõ nhất đó là trước khi con học đàn là trong lớp có chương trình biểu diễn văn nghệ hay là gì con không tham gia, hát múa là con đều không tham gia, con chỉ chơi những cái trò hoạt động. Nhưng mà khi có học đàn khoảng 2 tháng thôi là bắt đầu con bắt đầu tham gia, kể cả cô giáo cũng có chị cho chị những cái phản hồi rất là tích cực. Cô không, thời điểm đó cô không biết là bé chị có đi học đàn, cô hỏi là ôi sao hôm nay Thỏ lại thích hát rồi mẹ, Thỏ muốn được diễn văn nghệ. Đó là cái mà chị mong muốn, và con chị nó cái này là cái bé tự tin hơn và bé sẵn sàng tham gia tất cả các hoạt động. Tại vì chị nghĩ có thể đánh đàn nó làm cho bé một cái tự tin, nó có thể nó tác động tới